Xin chào tất cả các bạn đã quay lại kênh của mình nhé. Thì hôm nay tiếp tục các video chia sẻ chủ đề sử dụng Word trên máy tính, thì mình tiếp tục chia sẻ thêm các bạn về cái cách các bạn gõ tiếng Việt, gõ dấu trên máy tính nhé, cho nhà các bạn mới sử dụng một lần đầu cũng như là mới sử dụng máy tính. Rồi thì trong thời gian vừa qua thì mình có chia sẻ được một số video về cái cách sử dụng Word, cách soạn thảo văn bản, cách gõ tiếng Việt có dấu. Các bạn quan tâm có thể truy cập thêm cái kênh của mình để các bạn tham khảo thêm nhé. Rồi thì để gọi tiếng Việt có dấu trên máy tính thì các bạn sẽ sử dụng hai cái ứng dụng nhé. Ứng dụng đầu tiên đó là cái ứng dụng UnitKey, và ứng dụng thứ hai là ứng dụng Word. Đó, thì đối với ứng dụng UnitKey thì hầu như là ở trên các cái máy tính thì đã có sẵn cái phần mềm này rồi. Đó, thì mấy các bạn nếu mà chưa có cái phần mềm UnitKey thì các bạn có thể lên các bạn tải về nhé, các bạn cài đặt và các bạn sử dụng. Cái phần mềm UnitKey này thì các bạn được sử dụng hoàn toàn miễn phí nhé, và được sử dụng rất là phổ biến hiện nay. Đó, thì trên máy của mình đang có cái phần mềm này các bạn này, UnitKey đây nhé, có chữ UIN đây, dưới nó có ghi rõ là UnitKey. Đó, thì đầu tiên chúng ta sẽ khởi động cái phần mềm này lên. Đó, các bạn sẽ kích chất đúp chuột trái hoặc là kích chuột trái hai lần liên tiếp nhé. Rồi, video này thì cũng tương tự như cả video trước đó, thì mình chia sẻ cho các bạn mới bắt đầu, cho nên là mình sẽ đi chậm vào chi tiết một chút nhé, để các bạn dễ theo dõi. Sau khi các bạn mở cái phần mềm UnitKey lên ấy, thì các bạn sẽ quan tâm đến hai cái mục nhé, bảng mã và kiểu gõ. Bảng mã thì các bạn tích vào đây này, chúng ta chọn cái dòng đầu tiên là Unicode này. Đó, phần kiểu gõ các bạn cũng tích vào đây, chúng ta chọn cái dòng Telex. Ở hai cái ô này thì các bạn đều chọn dòng đầu tiên hết nhé, Unicode này, ô thứ hai cũng vậy, Telex luôn. Cái phần Telex này thì gõ tiếng Việt trên máy tính thì khá là dễ đấy, và được sử dụng khá phổ biến hiện nay. Đó, thì các bạn theo mình các bạn nên gõ theo kiểu Telex này thì nó sẽ dễ hơn. Rồi tiếp theo các bạn bấm vào đóng nha, để chúng ta kích hoạt cái phần mềm này lên. Rồi ứng dụng thứ hai chúng ta sẽ mở đấy là ứng dụng Word. Trên các bạn nhìn lên màn hình nhé, nó sẽ có các cái biểu tượng, có cái biểu tượng W và hình quyển sách đang mở ra đây. Ở đây mình đang sử dụng phiên bản Word 2016. Chúng ta cùng kích nút chuột trái vào đây, chúng ta mở lên nhé. Rồi phóng to lên. Đó. Rồi thì khi các bạn mở cái giao diện Word lên ấy, thì chúng ta sẽ có cái giao diện thế này. Ở phía trên này có cái màu xanh hơi đậm này. Đó, và có các cái thanh menu đây, ví dụ như menu Home này, Insert này. Đó, Layout. Các cái menu này thì ở phía dưới có các cái công cụ để các bạn sử dụng, các bạn chỉnh sửa văn bản để phục vụ cho công việc nhé. Đó, còn phía dưới này là cái phần để chúng ta soạn thảo văn bản này, tức là để chúng ta gõ tiếng Việt có dấu. Con chuột nháy nháy đây các bạn này. Đấy, con chuột nó nháy ở đâu thì chúng ta sẽ gõ văn bản ở vị trí đó nhé. Đây, đang nháy ở dưới này. Ví dụ mình gọi là ABC chẳng hạn. Đó, thì nó nháy thì chúng ta sẽ tiếp tục gọi chữ cái khác. Đó. Con chuột nó nháy thì nó sẽ đang ở chế độ chờ. Chờ chúng ta gõ tiếng Việt vào đây nhé, là ví dụ như thế. Rồi thì trong cái kiểu gõ Telex ấy thì chúng ta sẽ có 5 cái dấu các bạn nhé. Dấu đầu tiên là dấu huyền này, tiếp theo là dấu sắc này, đó, dấu ngả này, dấu nặng và dấu hỏi. Thì các bạn nhớ được các cái dấu này thì chúng ta sẽ gõ được tiếng Việt ở trên máy tính rất là dễ. Rồi ở đây mình sẽ lấy cái bàn phím ảo để cho các bạn dễ hình dung nhé. Đó, thì để gọi dấu huyền ấy, dấu huyền thì các bạn bấm vào phím có chữ F này, đây nhá. Đó. Rồi, còn dấu dấu sắc thì chúng ta sẽ bấm vào cái phím có chữ S. Đây, chữ S này. Rồi, dấu ngả ở đây thì chúng ta sẽ bấm vào phím có chữ X này. Đó, dấu nặng thì chúng ta sẽ bấm vào phím có chữ G. Chữ G đây, nằm đằng sau chữ H. Đấy, và dấu hỏi thì các bạn sẽ bấm vào phím có chữ R nhé. R đây, nằm đằng sau chữ E. Thì các cái phím bấm dấu này là cố định các bạn nhé. Đấy, ví dụ các bạn muốn gọi dấu nặng thì bắt buộc chúng ta phải bấm vào phím có chữ G. Đấy, rồi hoặc là dấu sắc thì các bạn sẽ bấm vào phím có chữ S. Đấy, các cái phím bấm này là cố định để các bạn soạn thảo văn bản ở trên máy tính. Rồi thì trong video hôm nay thì mình sẽ chia sẻ các bạn về cái chúng ta gõ một cái đoạn văn bản thực hành nhé, để lấy làm ví dụ cho các bạn thôi. Rồi ở đây mình có lấy một cái đoạn văn bản các bạn này, đó là du lịch miền Trung sẽ thiếu đi một chút trọn vẹn nếu bạn chưa thử đặt chân đến phố cổ Hội An. Đó, Hội An là sự kết hợp hoàn hảo giữa lãng mạn của phố cổ và thư thái của biển xanh, với kiến trúc cổ kính, những con đường vàng nhỏ xinh và những hàng cửa hàng độc đáo. Hội An đã trở thành điểm đến du lịch lý tưởng đầy hoài cổ. Đó. Và bây giờ chúng ta sẽ gọi cái đoạn văn này các bạn nhé, bằng tiếng Việt này. Đây mình sẽ gọi lên đây luôn nhé. Rồi cái dòng đầu tiên đó là du lịch miền Trung sẽ thiếu đi một chút trọn vẹn, du lịch miền Trung các bạn nhé. Chúng ta gõ đây này. Cho cái chữ lớn lên một chút. Rồi 26 đi. Rồi du lịch đúng không? Thì chữ giờ du là giờ u này. Đó các bạn cách ra nhá.
Đó, thì ở đây cuột nó sẽ mặc định là chữ cái đầu tiên chúng ta sẽ viết hoa. Đó, giống như khi các bạn viết trên giấy cũng vậy, chữ cái đầu tiên chúng ta phải viết hoa nhá của câu. Đó, du lịch. Rồi chúng ta sẽ cách ra, các bạn bấm một cái phím dài nhất ở cái hàng dưới cùng bàn phím ấy. Phím này gọi là phím cách ở trong cuột. Rồi chữ lịch đúng không? Chữ lịch thì các bạn sẽ bấm vào phím L, phím Y này, phím có chữ C, phím H và dùng nặng chúng ta bấm vào phím có chữ R. Đó, các bạn cần bấm chữ cái nào thì các bạn sẽ kích chuột vào chữ cái đó. Ví dụ các bạn muốn gõ chữ A thì kích chuột vào chữ A, muốn gõ chữ T thì kích chuột vào chữ T. Đấy, muốn gõ chữ B thì bấm chuột vào chữ B thì nó sẽ ra cái chữ cái đó. Và chúng ta ghép chữ cái lại kết hợp với dấu thì chúng ta sẽ gọi được tiếng Việt nha. Rồi miền Trung, chữ miền thì chúng ta sẽ có là M I E hai lần được chữ E. Rồi chữ N dấu huyền là F này. Đây mình xóa đi. F này. Rồi cách ra. Tung T R U N G. Rồi cách ra. Rồi, các bạn bấm như cách một lần nhé, chúng ta không bấm nhiều lần bởi vì các bạn bấm từ 2 đến 3 lần thì cái dấu cách nó sẽ rời ra xa quá xa và như vậy thì nó sẽ không đúng với thể thức văn bản là khi chúng ta soạn thảo trên máy tính nhé. Sẽ thiếu đi một chút trọn vẹn nếu sẽ thiếu đi chữ sẽ S E dấu ngả là X nhỉ. Rồi thiếu là T H I dấu E hai chữ E hai là được chữ E rồi, chữ U ở dấu sắc chúng ta bấm vào phím S. Rồi thiếu đi bấm các bạn bấm vào phím R hai lần được chữ D chữ Y. Đó, thiếu đi một chút tròn vẹn. Đó, một chút đúng không? M O hai lần được chữ O chữ T dấu nặng là gì. Rồi cách ra các bạn bấm vào chữ O hai chữ phím O hai lần nhé, chúng ta sẽ được chữ O nhé. Một chút C H U T ở dấu sắc chúng ta bấm vào phím S. Rồi cách ra tròn vẹn đúng không, chữ tròn thì chúng ta sẽ có là T R này O N dấu nặng chúng ta bấm vào phím có chữ G để lấy dấu nặng. Rồi cách ra chữ vẹn thì chúng ta sẽ ghi là V E N dấu nặng, các bạn bấm vào phím G ở trên bàn phím. Rồi tròn vẹn nếu bạn chưa thử đặt chân đến phố cổ Hội An. Nếu bạn N này phím E hai lần được chữ E chữ U dấu sắc là S. Nếu bản đúng không? Chữ bản thì có B A B mình xóa cái này đi nha. B A N là dấu nặng là G. Đó. Đó. Tròn vẹn nếu bạn chưa thử đặt chân đến phố cổ Hội An. Đó. Rồi chữ chưa đúng không? Các bạn cách ra nha, chưa. U A. Rồi dấu ơ các bạn bấm một chữ viết kép nha. Rồi thử T H U với chữ V kép để lấy dấu ơ. À, dấu hỏi là các bạn bấm một chữ R. Rồi cách cứ sau một chữ chúng ta sẽ cách ra. Chữ thử đặt chân đến phố cổ Hội An. Đặt chân đúng không? Chữ đặt thì chúng ta sẽ bấm vào chữ R hai lần được chữ D. A T. Rồi chữ V kép chúng ta sẽ lấy dấu dấu Á này. Đó, dấu nặng là chúng ta bấm một phím G. Đó. Ở đây các bạn lưu ý là cái chữ V kép này dùng để viết dấu Á và dấu ơ nhé. Rồi đặt chân chân C H bấm vào phím A hai lần chúng ta được chữ ở nha. Rồi N cách ra đến phố cổ Hội An. Rồi đến R hai lần E hai lần được chữ E chữ N dấu sắc là S. Rồi phố cổ B H chữ O hai lần được chữ O dấu sắc là S. Rồi cách chữ cổ thì chúng ta sẽ gọi là C phím O hai lần được chữ O dấu hỏi là chữ R. Rồi Hội An là tên riêng thì chúng ta phải viết hoa chữ cái đầu tiên. Đó, thì để viết hoa chữ cái đầu tiên thì các bạn sẽ bấm cùng với phím shift nhé. Rồi shift h để chúng ta lấy chữ h nhé. Rồi tiếp theo các bạn bấm bình thường o hai lần được chữ o y dấu nặng là g. Rồi chữ a viết hoa thì các bạn bấm shift a. Đó, các bạn dùng hai ngón tay nhé, một ngón bấm vào phím shift một ngón bấm vào phím a thì chúng ta sẽ được chữ a viết hoa. Còn nếu các bạn bấm chữ a không thì nó sẽ không viết hoa nhé, chỉ có chữ thường thôi. Đó, rồi chữ an thì chúng ta thêm chữ n nữa, phố cổ Hội An. Rồi đến đây chúng ta chấm các bạn này. Rồi chúng ta chấm vào đây thì để đánh dấu chấm thì các bạn sẽ bấm vào phím này. Đó, dấu chấm thì ở vị trí này, dấu phẩy đây. Đó, dấu phẩy thì nằm đằng sau chữ M nhé. Đó, dấu phẩy và dấu chấm thì nằm gần nhau ở đây. Rồi sau dấu chấm phẩy các bạn phải cách ra nhé. Rồi cách ra. Rồi Hội An ship h o hai lần được chữ o rồi, y dấu nặng là g. Cách ra an ship a để lấy chữ a viết hoa n. Rồi Hội An là sự kết hợp hoàn hảo giữa lãng mạn. Hội An là sự kết hợp hoàn hảo. Rồi
là LA dấu huyền là F sự S U viết kép để lấy dụ ơ dấu nặng là G kết hợp hoàn hảo đúng không, chữ K này chữ E hai lần được chữ E này T dấu sắc là S này cách này. Hoàn H O A N dấu huyền là phím F này cách này chữ hảo thì chúng ta sẽ ghi là H A O dấu hỏi là chữ R rồi các bạn cách ra rồi giữa lãng mạn của phố cổ giữa lãng mạn của phố cổ giữa chúng ta sẽ có là G I U A dấu ơ để lấy viết kẹp để lấy dấu ơ rồi dấu ngã thì chúng ta bấm vào phím X rồi cách rồi giữa lãng mạn của phố cổ lãng mạn L A N G lãng dấu lãng để xem họ lấy dấu ngã không rồi dấu ngã các bạn nhé chữ lãng này chúng ta lấy dấu ngã bấm vào phím X đó. Cái này các bạn phải các bạn gõ từ xong thì các bạn phải gõ dấu liền nhé không là nó sẽ bị lỗi chúng ta sẽ không gõ dấu được nhé đó và khi các bạn gõ một cái từ nào đó sai thì chúng ta sẽ xóa đi bằng cách là các bạn bấm một cái phím back ở trên bàn phím nhá cái phím có chữ B A C K đó cái phím đang đằng sau dấu cộng ấy đó. Đây các bạn nhìn lên cái hàng phím thứ hai trên bàn phím của các bạn nhá thì có cái dấu từ đây này ở số 9 xong đến số 0 này đến phím từ này phím cộng này đó thì đằng sau phím cộng này có một cái phím back có chữ là B A C K đó hoặc là nó có cái mũi tên hướng từ phải sang trái cái phím này dùng để xóa trong Word nhá trong trường hợp các bạn viết từ sai thì chúng ta sẽ xóa đi các bạn bấm vào đây đó thì nó sẽ xóa hết và chúng ta lại viết lại rồi giữa lạng đúng không chữ L này A N G và chúng ta xóa rồi chúng ta viết lại dấu ngã là X này màn đúng không M A N dấu nặng là G rồi giữa lạng màn của phố cổ rồi cách ra của C U A dấu hỏi là chữ R rồi phố là B H O hai lần được chữ O, dấu sắc là S. Cổ C O hai lần được chữ O, dấu hỏi là chữ R. Rồi. Và thư thái của biển xanh. Và thư thái của biển xanh. Rồi chúng ta để cách ra và V A dấu huyền này. Cách thư thái T H U V kép được chữ U. Rồi cách thái chúng ta có T này, phím H này, phím A, phím I, dấu sắc, phím S. Rồi của đúng không? Chúng ta sẽ kéo lên nha. Của là C U A, dấu hỏi là chữ R. Biển xanh, biển là B I E hai lần được chữ E, chữ N, dấu hỏi là chữ R. Xanh thì chúng ta sẽ có là phím X này, phím A này, phím N, phím H này. À, đến đây chúng ta sẽ xem thử là dấu chấm hay dấu gì. À, đến đây là sẽ là dấu chấm các bạn này, biển xanh dấu chấm nhá. Tức là chúng ta sẽ hết cái câu thứ hai. Rồi, dấu chấm chúng ta đánh ở đây. Rồi sau dấu chấm chúng ta cũng cách ra. Ở đây các bạn để ý là khi mà các bạn gõ cái đoạn văn bản ở trên Word ấy, thì khi mà hết một cái dòng như thế này, tức là dòng trên viết hết rồi thì con trỏ chuột nó sẽ tự động nhảy xuống dòng phía dưới nhá. Và khi con trỏ chuột nhảy xuống dòng phía dưới thì chúng ta sẽ bắt đầu gõ ở dòng phía dưới và cứ như vậy cứ dòng trên hết rồi thì con trỏ chuột nó sẽ nhảy xuống phía dưới tự động. Đó và chúng ta sẽ cứ viết lần lượt các dòng từ trên xuống. Rồi trường hợp mà các bạn không muốn xuống hàng sớm hơn. Đó, ví dụ như ở đây các bạn không muốn viết ra đằng sau này nữa, các bạn cho xuống dòng phía dưới này luôn thì các bạn sẽ bấm vào cái phím Enter trên bàn phím nha. Phím con trừ này này. Enter đây, cái phím này. Các bạn bấm vào đây, đó. Thì con trỏ chuột lúc này nó sẽ nhảy xuống phía dưới như thế này và chúng ta lại gõ hàng tiếp theo. Các bạn ấn nhiều lần thì con trỏ càng chuyển xuống phía dưới nhá. Rồi. Ở đây mình sẽ tiếp tục gõ thêm cái phần câu tiếp theo đó là với kiến trúc cổ kính. Đó. Đằng sau dấu chấm thì chúng ta phải viết hoa chữ cái đầu tiên các bạn nhá. Rồi vớt v shift v để lấy chữ v viết hoa o i dấu ơ bấm một chữ viết kép dấu sắc là s này rồi kiến đúng không c i e hai lần được chữ e này chữ n này dấu sắc là s này túc đúng không t r u c dấu sắc là s rồi cách với cái túc cổ kính chữ cổ chúng ta sẽ bấm lại là c o hai lần được chữ o dấu hỏi là chữ r đó chữ kính chúng ta sẽ có là k i n h đó dấu sắc chúng ta bấm vào phím S. Rồi tiếp theo ở đây chúng ta sẽ có dấu phẩy những con đường vàng nhỏ xinh. Rồi thì chúng ta sẽ có dấu phẩy, dấu phẩy các bạn bấm vào đây nhá. Đấy, đằng sau chữ M và sau dấu phẩy chúng ta cũng cách ra những con đường vàng nhỏ xinh N H U N G từ những thì viết kép là lấy dấu ơ này dấu ngả là X nha. C
con đường, chữ con chúng ta sẽ có là C O N này. Chữ đường ấy thì chúng ta sẽ bấm vào chữ R hai lần, được chữ D U O N G. Đó, dấu ơ các bạn bấm vào chữ V kép nhá. Đó, bấm vào chữ V kép thì nó sẽ lấy dấu ơ cả chữ U và chữ O luôn. Và dấu huyền thì bấm vào phím F. Những con đường vàng nhỏ xinh V A N G, dấu huyền chúng ta bấm vào phím F. Rồi cách ra. Đó, nhỏ H O, dấu hỏi là chữ R. Rồi xinh thì chúng ta sẽ bấm vào X I N H. Đó, những con đường vàng nhỏ xinh và những cửa hàng độc đáo. Tiếp theo là và những cách ra. Và dấu huyền này. Chữ nhừng thì chúng ta sẽ có là N H U N G. Chữ dấu ơ chúng ta bấm vào chữ V kép, dấu ngả là X. Rồi cửa hàng độc đáo đúng không? Cửa hàng chúng ta sẽ có là C U này. A. Viết kép để lấy dấu ơ, dấu hỏi là chữ E R. Hàng H A N G, dấu huyền là phím F. Rồi, độc đáo thì chúng ta sẽ có cái chữ là R hai lần, được chữ D. O hai lần, được chữ O. C dấu nặng là R. Cách ra. Đáo đúng không? Thì các bạn sẽ bấm là R hai lần, A O. Dấu sắc là phím S. Những cái hàng độc đáo đến đây các bạn phải này, Hội An đã trở thành điểm đến du lịch. Rồi, Hội An đã trở thành điểm đến du lịch. Phải đây. Rồi, các bạn cách ra. Hội An đúng không? Tiếp tục là tên riêng, chúng ta shift H O hai lần, Y dấu nặng là R. Rồi, cách chữ An chúng ta sẽ có bấm là shift A N. Đã trở thành, chữ đã thì chúng ta sẽ bấm một chữ R hai lần, chữ A dấu ngả là X này. Cách ra. Trở thành đúng không? Chữ trở chúng ta sẽ có là phím T, phím R, phím O. Chữ ơ thì bấm vào chữ V kép, dấu hỏi là chữ R. Đó, chữ thành chúng ta sẽ bấm vào chữ T này, H, A, N, H. Rồi dấu huyền là phím F. Trở thành điểm đến du lịch lý tưởng đầy hoài cổ. Điểm đúng không? R hai lần, I, E hai lần, chữ M dấu hỏi là chữ R. Chữ đến chúng ta sẽ bấm vào chữ R hai lần, E hai lần là chữ N, dấu sắc là phím S. Du lịch thì các bạn sẽ bấm vào phím R này, phím U này, rồi cách này, chữ lịch đúng không? L I C H, rồi dấu nặng là phím G. Đây chúng ta viết sai, chúng ta bấm lại nút back, chúng ta xóa thì chúng ta viết lại nhá. Chữ lịch chúng ta sẽ có L I này, C H dấu nặng là G. Rồi điểm đến du lịch lý tưởng đầy hoài cổ. Lý tưởng đúng không? Chữ lý chúng ta sẽ có L phím I này. Chữ dấu sắc chúng ta bấm vào phím S này. Lý tưởng T U O N G. Đó, dấu ơ thì các bạn chỉ cần bấm vào chữ V kép thôi là chúng ta sẽ lấy dấu ơ cả hai từ luôn. Rồi dấu hỏi là chữ R. Đầy hoài cổ. Đó, chữ đầy thì chúng ta sẽ bấm vào R hai lần, A hai lần, được chữ ớ này, chữ I, dấu huyền là F này. Hoài cổ. Chữ hoài thì các bạn sẽ bấm vào H này, O, A và I. Đó, dấu huyền chúng ta bấm vào phím F. Rồi cách cổ chúng ta sẽ bấm vào C, O hai lần, được chữ O. Rồi tiếp theo là dấu hỏi là chữ R. Đó, vậy đến đây chúng ta sẽ gọi xong cái đoạn văn này thì các bạn sẽ đánh dấu chấm ở cái dòng cuối cùng của đoạn văn nha. Dấu chấm ở đây. Rồi thì vừa rồi là mình vừa chia sẻ các bạn gõ tiếng Việt thực hành một cái đoạn văn bản ở trên máy tính về cái cách gõ tiếng Việt có dấu, gõ các chữ cái đặc biệt và cách viết hoa các cái từ, đánh dấu chấm và dấu phẩy để các bạn có thông tin, các bạn tham khảo nhé. Đó, và hy vọng là cái chia sẻ của mình sẽ cung cấp cho các bạn được một số cái cách để các bạn nhớ và cách gõ tiếng Việt có dấu ở trên máy tính. Các bạn chỉ cần lấy cả cái đoạn văn bản và các bạn gõ từ 3 đến 4 lần thì các bạn sẽ nhớ được 5 cái dấu này ở trong cái kiểu gõ tiếng Lách nhé, khá là dễ. Rồi thì mình xin dừng video tại đây nhá. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video và chúc tất cả các bạn gọi được tiếng Việt đến máy tính thành công nhá. Sau video này bạn nào có vấn đề gì các bạn cần chia sẻ thì các bạn tiếp tục comment ở dưới nhá. Mình sẽ trao đổi với tất cả các bạn. Nếu các bạn thấy video của mình hay và ý nghĩa thì các bạn nhớ like và chia sẻ cho tất cả mọi người cùng xem nhá. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Để mình có động lực làm thêm các video khác chia sẻ tất cả các bạn nhá. Rồi xin chào tất cả các bạn.